Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, thực tế từ đầu năm 2018, một số ngân hàng thương mại lớn đã có động thái điều chỉnh giảm lãi suất cho vay theo chủ trương của chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, thị trường vẫn chờ đợi một hiệu ứng lan tỏa rộng rãi hơn trong toàn hệ thống. Yếu tố nào là rào cản trong việc giảm lãi suất cho vay tại các ngân hàng? Giải pháp nào để tiếp tục giảm lãi suất cho vay năm 2018 này? Tất cả sẽ được đề cập trong chương trình tạp chí ngân hàng tuần này với chủ đề Tiếp tục giảm lãi suất cho vay 2018 có khả thi. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp của chúng tôi về các ngân hàng đã tiến hành giảm lãi suất ngay từ đầu năm 2018. Nhằm thực hiện nghị quyết số 01 NQCP của Thủ tướng Chính phủ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và định hướng điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, rất nhiều ngân hàng lớn đã có động thái giảm lãi suất cho nhiều lĩnh vực. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã thực hiện giảm lãi suất chỉ còn 6% chỉ một năm, áp dụng cho những khoản vay giải ngân mới, áp dụng từ nay cho đến hết năm 2018, dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công ty thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu, vay cho hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao và khởi nghiệp. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết, kể từ 15 tháng 1, BIDV đã điều chỉnh giảm 0,5% trên một năm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống mức tối đa 6% trên một năm, áp dụng đối với khách hàng thuộc các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ. Trong một động thái tương tự, VPBank cũng đã thông báo từ 1 tháng 1 năm 2018 giảm lãi suất từ 0,5% đến 1% lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động tốt trong các lĩnh vực được chính phủ ưu tiên. Từ 10 tháng 1 năm 2018, Agribank thực hiện giảm 0,5% lãi suất cho vay ngắn hạn và trung hạn đối với các đối tượng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và các doanh nghiệp được xếp loại A. Như vậy, ngay từ những tháng đầu năm, theo thống kê của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, các ngân hàng lớn trong khối Ngân hàng Thương mại Nhà nước đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay với mức 0,5% ở các lĩnh vực ưu tiên, đưa mặt bằng lãi suất cho vay của lĩnh vực này xuống tối đa 6% trên một năm đối với ngắn hạn và 7,5% trên một năm đối với trung và dài hạn. Ngoài ra, một vài ngân hàng thương mại cũng đã giảm lãi suất từ 0,5% đến 1% cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực ưu tiên. Thưa quý vị, ngay sau hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng 2018, các nhà băng trong khối ngân hàng thương mại nhà nước và một vài ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đã công bố điều chỉnh giảm lãi suất cho vay. Và để tiếp tục xu hướng này trong năm 2018, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đâu là những điều kiện thuận lợi để các ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay trong thời gian tới đây? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại nghị quyết số 01 NQCP, về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt các ngân hàng đã cam kết thực hiện giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, với thành công trong việc kiểm soát lạm phát bình quân chỉ 3,53% trong năm 2017, và chính phủ tiếp tục đưa ra kế hoạch nhiệm vụ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô trong năm nay, kiểm soát lạm phát dưới 4% là những cơ sở thuận lợi cho các ngân hàng giảm lãi suất. Rằng là năm 2018 thì Ngân hàng Nhà nước sẽ vẫn tiếp tục thực thi một cái chính sách tiền tệ là linh hoạt, chủ động, và để với cái chính sách linh hoạt và ổn định cũng như là chủ động này thì hoàn toàn là có thể giúp Ngân hàng Nhà nước có thể cái nền kinh tế đối phó được với những cái cú sốc từ bên ngoài cũng như là những cái yếu tố về bất ổn ở nội tại trong nền kinh tế. Giảm tất cả các cái mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước 0,25% năm, đấy, tức là lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn vân vân ấy. Và đồng thời cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng là giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các cái đối tượng được ưu tiên giảm 0,5% năm. Đấy, thì rõ ràng là đây là ở một cái thời điểm khi thấy rằng là cái lạm phát kỳ vọng nó giảm đi và kiểm soát được lạm phát thì ngân hàng đã nhanh chóng là giảm khía cạnh này. Trong năm 2017, các ngân hàng báo lãi khủng với những mức tăng trưởng trên 40%, việc lợi nhuận của các ngân hàng ngày càng khởi sắc cũng là cơ sở thuận lợi cho xu hướng giảm lãi suất trong thời gian tới. Khoảng hơn một năm nay thì cái chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay nó được giãn ra, có lợi cho ngân hàng. Và cũng nhờ vậy mà ngoài cái việc tức là xử lý nợ xấu thì các ngân hàng thương mại đã có một cái mức tăng lợi nhuận đáng kể. Đặc biệt là năm 2017 tăng tới 40% và kỳ vọng năm nay cũng có thể tăng tới 40% về cái lợi nhuận ấy. Và nếu như thế thì các ngân hàng thương mại trong cái bối cảnh cạnh tranh hiện tại thì rất có thể người ta sẽ nghĩ đến cái chuyện tức là giảm thêm chút nữa cái lãi suất cho vay.
và cũng tạo ra một cái thị trường cạnh tranh hơn nữa về lãi suất tiền gửi. Và đây là cái điều mà chúng ta đang chờ đợi. Trong 2 năm gần đây thì tôi thấy là cái lợi nhuận của ngành ngân hàng bắt đầu là khá hơn rất là nhiều, cái tỷ suất lợi nhuận cũng cao hơn và ngân hàng kinh doanh ổn định hơn so với những năm trước. Thế thì về mặt bản chất thì cũng đó là để tin vui cho ngành ngân hàng, nhưng là tin vui chung vì nó theo cái mô hình tăng trưởng kinh tế thì chúng ta cũng giữ vững được. Nếu mà giảm được lãi suất thì vẫn là một điều tốt. Bên cạnh đó, thanh khoản được cải thiện cũng được đánh giá là cơ sở để các ngân hàng giảm lãi suất trong năm nay. Tất nhiên cơ sở để mà giảm được lãi suất này nó cũng dựa trên cái việc là năm vừa qua cái tính thanh khoản của các ngân hàng là đã được cải thiện rất là rõ rệt, cái nguồn cung dồi dào và cái việc thanh toán qua các tổ chức tín dụng của người dân và các doanh nghiệp nó cũng được tăng lên rất là nhiều. Trong năm 2018, việc giảm lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được Ngân hàng Nhà nước xem là một nhiệm vụ trọng tâm. Với những cơ sở thuận lợi, từ kinh tế vĩ mô đến tình hình hoạt động khả quan, các ngân hàng có thể thực hiện các giải pháp để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh tài chính. Tính đến thời điểm hiện nay, chỉ có một số ngân hàng giảm khoảng 0,5% lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên từ đầu năm và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy lãi suất có thể giảm thêm trong ngắn hạn. Vậy đâu là những rào cản khó khăn trong việc giảm lãi suất cho vay tại các ngân hàng? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, số dư tiền gửi bằng Việt Nam đồng của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước bình quân mỗi ngày cao hơn mức phải dự trữ bắt buộc gần 63.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn dư thừa này lại tập trung chủ yếu ở nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước và một số ngân hàng cổ phần lớn, trong khi ở nhóm Ngân hàng Thương mại Cổ phần, nhất là những ngân hàng quy mô nhỏ, vẫn rất chật vật để đảm bảo vốn khả dụng. Điều này dẫn đến thực trạng ai thừa cứ thừa, ai thiếu vẫn thiếu. Nhiều ngân hàng nhỏ lúc này phải đẩy lãi suất huy động lên cao để thu hút được dòng vốn nhàn rỗi trong dân. Để giảm được lãi suất cho vay thì phải hạ lãi suất huy động, nhưng điều đó sẽ tác động đến tình hình huy động vốn của nhiều ngân hàng. Lãi suất cho vay của Việt Nam hiện nay là cao, nhưng mà là cao so với cái gì thì cao so với những cái thị trường trong khu vực. Nhưng mà nếu mà ở trong nước thì rõ ràng là ở một chừng mực nhất định thì cái lãi suất huy động của các ngân hàng Việt Nam chưa giảm được. Thì bây giờ so sánh là cao hay thấp còn phải so sánh cái đầu vào huy động nữa. Thế thì tôi cho là trong một cái bối cảnh là lạm phát thì vẫn còn những cái dấu hiệu tiềm ẩn mà có nguy cơ gia tăng. Thứ hai nữa là vẫn còn một số các ngân hàng nhỏ, năng lực tài chính hạn chế mà đôi khi với một cái mặt bằng lãi suất huy động thấp hơn thì không huy động được. Khi mà giảm được lãi suất huy động thì mới có thể giảm được lãi suất cho vay. Hiện tại đây thì lãi suất huy động cũng rất là khó giảm. Cho nên nếu mà bảo là giảm lãi suất cho vay cho tất cả các cái lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực ưu tiên thì là cái vấn đề đấy là cũng hơi khó. Bên cạnh đó, việc các kênh đầu tư như bất động sản hay chứng khoán cũng ngày càng phát triển hấp dẫn hơn, khiến dòng tiền chảy vào ngân hàng càng hạn chế. Như vậy, câu chuyện giảm lãi suất cho vay với khối ngân hàng này lại càng trở nên khó khăn hơn. Chúng ta lại có một cái nhu cầu vốn rất là lớn. Nhu cầu vốn này không chỉ là nhu cầu vốn mà người dân gửi vào trong các cái tài khoản tiết kiệm ngân hàng lấy lãi đâu, mà thị trường bất động sản nó cũng đã phục hồi lên. Người ta cũng sử dụng lại ra tiền gửi vào tiết kiệm, người ta cũng đầu tư vào bất động sản. Rồi thị trường chứng khoán tăng rất ngoạn mục, một trong năm thị trường mà tăng trưởng nhanh nhất của thế giới năm vừa rồi đấy, thì cũng có một phần vốn đưa vào ở trong cái thị trường là chứng khoán như thế. Nên tôi ra cho rằng là mặc dù là lạm phát thấp, nhưng mà lãi suất vừa rồi thì có giảm nhưng mà chưa mong đợi là do các cái yếu tố đó. Theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng tính đến cuối năm 2017 đạt 9,5%, giảm so với mức 11,9% cuối năm 2016. Tuy nhiên, với hơn 60.000 tỷ đồng nợ xấu tính đến cuối năm 2017, các ngân hàng sẽ phải tiếp tục trích lập dự phòng để xử lý tiếp khoản nợ xấu tồn đọng và phát sinh trong năm 2018 này. Các chuyên gia cho rằng nợ xấu chính là một rào cản ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận của các ngân hàng, từ đó dẫn đến một thực tế là các ngân hàng khó giảm lãi suất cho vay. Vấn đề xử lý nợ xấu mặc dù đã có khá nhiều các văn bản hành lang pháp lý để xem xét, nhưng mà không có nguồn lực từ bên ngoài vào, vì thế mà chủ yếu là hệ thống ngân hàng tự xem xét xử lý, thì cái nợ xấu mới phát sinh, rồi nợ xấu
tồn đọng, nợ tồn đọng và nợ tiềm ẩn xấu vẫn có nguy cơ lớn. Và cái điều đó nó sẽ dẫn đến một vấn đề là làm cho chi phí vốn của ngân hàng nó chưa được tiết kiệm ở một cái mức tối đa. Một khi mà chi phí vốn còn cao, rõ ràng nó ảnh hưởng đầu ra. Có thể thấy rằng bài toán về lợi nhuận chính là rào cản lớn nhất khi các ngân hàng phải cân nhắc về việc giảm lãi suất cho vay. Không những thế, một số chuyên gia cũng cho rằng động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed muốn tăng tần suất lãi suất trong năm nay cũng sẽ khiến cho việc giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng trong năm 2018 gặp nhiều lực cản hơn. Phấn đấu giảm lãi suất cho vay trong năm 2018 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành ngân hàng. Đây cũng là yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 18 ngày 8 tháng 3 có nêu rõ Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, thúc đẩy cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, giữ ổn định tỷ giá. Thực tế, một số ngân hàng thương mại lớn đã có những động thái điều chỉnh giảm lãi suất từ đầu năm. Tuy nhiên, thị trường vẫn chờ đợi một hiệu ứng lan tỏa rộng rãi hơn trong toàn hệ thống. Và rõ ràng để hiện thực hóa được điều này, các ngân hàng thương mại còn rất nhiều việc để làm. Theo ông Trương Văn Phước, quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2018 là 6,7%, thấp hơn so với mức thực hiện năm 2017 là 6,81%. Nhưng khi so sánh với các quốc gia khác thì đây là một mục tiêu rất cao. Trong bối cảnh đó, ông Phước cho rằng dư địa để giảm lãi suất trong năm nay là không cần nhiều. Cái điều quan trọng để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam đó là quá trình chúng ta thị trường hóa giá dịch vụ công. Mà điều này thì có thể nói là Việt Nam của chúng ta, chính phủ của chúng ta cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong 3-4 năm trở lại đây, điều chỉnh giá dịch vụ y tế này, rồi giáo dục này, kể cả giá điện thì rất là uyển chuyển, nhịp nhàng và không tạo ra những cú sốc nó ảnh hưởng làm cho lạm phát của chúng ta tăng cao. Thế nói như thế để thấy một cái điều rằng là tôi nghĩ rằng cũng có điều kiện để giảm lãi suất thêm, nhưng tôi nghĩ chắc có lẽ là không nhiều. Bởi vì sao? Cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta đặt ra trong năm 2018 tuy là có thể thấp hơn cái mức thực hiện năm 2017 nhưng so với thế giới đó là mức rất là cao. Thị trường của chúng ta có thể nói cái nguồn cung cơ bản đó là cái cầu tín dụng về nội địa vẫn rất là lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng là lãi suất có thể ổn định và có thể giảm ở một mức độ nhỏ nào đó trong năm 2018. Giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh là xu hướng tất yếu, nhưng để làm được điều này cần sự quyết tâm không chỉ của hệ thống ngân hàng mà cả chính phủ và các cơ quan liên quan. Ngành ngân hàng để hạ được lãi suất cho vay mà nó thực chất đúng nghĩa, mà nó bền vững là cả một bài toán và tôi cho là đấy là vấn đề khó khăn. Nhưng mà cái xu hướng là cái việc là phải kéo lãi suất xuống để giảm cái chi phí vay vốn cho doanh nghiệp là cái tất yếu phải làm. Nhưng mà để làm được cái đó thì phải giải quyết rất nhiều vấn đề, trong đó cả vấn đề ổn định vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, cả vấn đề xử lý các ngân hàng thương mại năng lực tài chính hạn chế yếu kém. Cái việc mà lãi suất tăng hay giảm thì rất nhiều năm nay rồi, đã có nhiều chỉ đạo và đều mong muốn, từ chính phủ đến doanh nghiệp đến ngành ngân hàng đều mong muốn một cái lãi suất nó hợp lý và thậm chí càng thấp càng tốt thì nó mới hỗ trợ cho nền kinh tế. Thế nhưng có giảm được hay không ấy, thì tôi khẳng định rằng ngành ngân hàng không đóng vai trò quyết định được. Mà quyết định nó phải là kinh tế vĩ mô, quyết định là chính phủ có tạo ra môi trường pháp lý, tạo ra môi trường kinh doanh, tạo ra những cái điều kiện để thuận lợi hay không. Ngoài ra, miễn giảm chi phí hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng để tránh phát sinh nợ xấu trong bối cảnh năm 2018 là năm quan trọng để các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo nghị quyết 42 của Quốc hội là những biện pháp quan trọng để ngân hàng có thể tiến hành giảm lãi suất trong năm nay, bởi khi giải quyết được nợ xấu sẽ làm mới lại quan hệ vay mượn, đồng thời làm sạch sẽ sổ sách và đặc biệt là toàn hệ thống bổ sung thêm nguồn thu nhập rất lớn mới tạo được tấm đệm tài chính vững chắc để có thể giảm lãi suất. Chúng tôi cũng đầu tư mạnh vào phát triển các công nghệ để giúp cho các cái khách hàng có thể tiếp cận với dịch vụ ngân hàng một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất và bảo đảm an toàn nhất. Đồng thời cũng phải quản lý rất chặt chẽ các cái chi phí hoạt động để làm sao có những cái chi phí nó tối ưu phân bổ vào các cái giá thành sản phẩm dịch vụ. Thì trong thời gian tới đây thì chúng tôi với tư cách là ngân hàng thương mại nhà nước cũng sẽ tiếp tục tìm mọi cách để tiết giảm chi phí và đặc biệt là kiểm soát cái chất lượng dư nợ một cách tốt nhất để cũng tiết giảm luôn cả cái chi phí mà chi lập dự phòng nữa, để nhằm mục tiêu là gì, là ít nhất là duy trì mặt bằng lãi suất như hiện nay và phấn đấu để giảm tiếp cái lãi suất đối với những khách hàng mà có chất lượng tốt, quan hệ tổng thể với ngân hàng. Với nhiều giải pháp đồng bộ cùng sự cố gắng của chính phủ và chính các tổ chức tín dụng, mục tiêu giảm lãi suất cho vay tại các ngân hàng vẫn có khả năng đạt được trong năm 2018.
Mặc dù vấn đề về cung cầu vốn và lợi nhuận của ngân hàng vẫn là một bài toán khó giải quyết, nhưng năm 2018 được đánh giá là năm có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để giảm lãi suất cho vay. Các chuyên gia tài chính cũng kỳ vọng lãi suất toàn hệ thống có thể giảm để hình thành một mặt bằng lãi suất mới theo hướng thấp hơn hiện tại, từ đó có thể hỗ trợ cho hoạt động vay vốn của các doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng để nền kinh tế phát triển bền vững. Còn bây giờ, tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.